chương trình chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số đã thay đổi trạng thái làm việc, đổi mới phương thức quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước, tạo lực đẩy trong năng suất lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó thì camera AI, hệ thống camera kết hợp công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo hiện đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ an ninh, giao thông, vận tải đến y tế, giáo dục và kinh doanh. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ AI trong giám sát an ninh hiện đang được phát huy một cách hiệu quả. Và để làm rõ hơn nội dung này trong đề án 06 vì lợi ích người dân và doanh nghiệp, ngày hôm nay, biên tập viên Linh Chi sẽ có phần trình bày cụ thể. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thiết bị camera đang dần trở nên phổ biến trong các hoạt động giám sát hiện nay. Tuy nhiên, khác với camera thông thường, với những camera được thiết lập công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo sẽ gia tăng các tính năng ưu việt hơn như nhận diện khuôn mặt, phân tích dữ liệu, đếm số người, cảnh báo xâm nhập. Trên cơ sở đó, việc ứng dụng camera AI trong kiểm soát an ninh và quản lý nhân sự đã tạo ra những bước ngoặt đối với một số đơn vị sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh. Không cần phải xuất trình giấy tờ hay điểm danh bằng vân tay. Người lao động khi đến nhà máy chỉ cần check-in tại cổng qua hệ thống camera AI như thế này. Ngay lập tức, camera sẽ nhận diện khuôn mặt, chuyển thông tin dữ liệu của người lao động về bộ phận nhân sự. Qua đó, giúp công tác thống kê lưu trữ và tính công lương làm việc của người lao động một cách đầy đủ, chính xác. Trước đây mà ra vào chấm công thì lại phải có bộ phận chấm công thống kê của phân xưởng, và cán bộ nhân viên đi làm thì cứ mỗi một buổi sáng ra như các ca thì lại phải báo qua thống kê phân xưởng hoặc là báo qua trưởng kíp vận hành, nó rất mất thời gian. Và cái thời gian đấy thì hiện nay đã thực hiện ở trên online, ở trên app này thì chúng tôi không mất cái thời gian đấy nữa và triển khai công việc nó rất là thuận tiện. Với hơn 800 cán bộ công nhân viên làm việc ở nhiều chế độ làm việc khác nhau như theo giờ hành chính, đi ca, lịch sửa chữa, làm thêm giờ, trực sản xuất các ngày lễ Tết. Vì vậy, từ năm 2022, đơn vị này đã đưa vào giải pháp quản lý nhân sự, chấm công nhận diện khuôn mặt bằng camera AI. Việc này giúp đơn giản hóa quy trình kiểm tra số lượng công nhân viên có mặt, vắng mặt trong từng buổi làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhân sự và các công việc khác. Hiện tại thì công ty chúng tôi đang có 11 camera chấm công tại tất cả các điểm ở trong nhà máy, và qua thời gian sử dụng thì chúng tôi đánh giá là hiệu quả mang lại rất là tích cực. Thứ nhất là về thời gian cũng như là khối lượng hồ sơ giấy tờ cần phải xử lý thì nó chỉ bằng khoảng 1/10 so với cách truyền thống trước đây, và dữ liệu thì được nhận diện gần như là chính xác tuyệt đối. Dữ liệu này thì sẽ được lưu trữ đa nền tảng cả trên web và trên mobile app, và được lưu trữ cả online và offline. Bên cạnh hệ thống camera AI, đơn vị này cũng đang ứng dụng các thiết bị công nghệ số mới vào công tác quản lý nhân sự. Đơn cử như thay vì phải làm đơn, trình các thủ tục giấy tờ để xin nghỉ phép, giờ đây người lao động chỉ cần thực hiện thao tác trên ứng dụng điện thoại thông minh. Công tác phê duyệt của các cấp quản lý cũng sẽ được thực hiện đơn giản, nhanh gọn ngay trên hệ thống này. Chuyển đổi số khi áp dụng giải pháp chấm công tự động đã xử lý hiệu quả bài toán chấm công có tính phức tạp với khối lượng lớn dữ liệu cần xử lý hàng tháng. Việc giám sát an ninh an toàn nhà máy qua hệ thống camera AI cũng đã được nâng lên một bước. Vấn đề thứ nhất là kiểm soát và lưu giữ được cái dữ liệu đó để có cơ sở đối chiếu, đánh giá và xác minh được các đối tượng trong cái quản lý an ninh. Và đặc biệt nữa là đội ngũ bảo vệ thì cập nhật tất cả các dữ liệu ở trên địa bàn để đối chiếu với đối tượng mà mình đang kiểm soát, để xác minh ra những cái rủi ro, còn báo cáo để có cơ sở để báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý làm sao cho đảm bảo cái an toàn trật tự an ninh trong doanh nghiệp. Phòng PC06 Quan tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ tuyên truyền để các doanh nghiệp hiểu sâu hơn về mô hình điểm đề án 06 cũng như các lợi ích mang lại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhân công. Khi doanh nghiệp tham gia triển khai mô hình, phòng PC06 cử lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ luôn phối hợp theo sát tình hình, tham gia tư vấn, lắp đặt, triển khai sao cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, ứng dụng giải pháp công nghệ camera AI trong kiểm soát an ninh và quản lý nhân sự. Chuyển đổi số đã tạo ra những đổi thay đối với một đơn vị sản xuất điện, nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh.
Như vậy có thể thấy, hệ thống chấm công bằng camera AI đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, tăng cường tính chính xác, bảo mật thông tin và đảm bảo an toàn. Ngoài mục đích chấm công, một số doanh nghiệp, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước đã đưa vào thử nghiệm việc sử dụng camera AI để kiểm soát an ninh ra vào, kết nối cùng với ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID. Cùng với đó, khi công nghệ AI được tích hợp trong camera giám sát sẽ giúp lực lượng chức năng tăng cường khả năng truy vết, truy tìm tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Câu chuyện được ghi nhận tại một địa bàn ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ minh chứng cho điều này. Đây là hệ thống màn hình theo dõi camera an ninh đã được tích hợp công nghệ AI tại Công an phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Mới đây, nhờ hệ thống này, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn đã điều tra khám phá thành công trong thời gian ngắn. Theo đó, bằng cách đối sánh dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng đối tượng và dữ liệu giám sát trên hệ thống camera AI, tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng. Qua hệ thống camera an ninh thì cũng giúp cho lực lượng công an chúng tôi có cái cơ sở để truy xét các cái đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là trong cái thời gian qua thì chúng tôi đã đấu tranh khám phá ra 4 vụ trộm cắp tài sản diễn ra trên địa bàn. Nhờ cái hệ thống camera AI này, anh em đội cảnh sát hình sự và công an thành phố đã kịp thời truy xét, truy tìm, bắt giữ đối tượng rất là nhanh, thu giữ vật chứng. Khi cái hệ thống camera AI này đã xác định đối tượng là anh em công an sẽ truy tận nơi để xác định rằng đây là chính con người thực hiện hành vi phạm tội đó. Cái hệ thống camera này đặc biệt giúp ích cho công tác điều tra truy xét đối tượng, đặc biệt tại hiện trường. Cái này là cái mà ưu việt hơn hẳn so với lại các hệ thống camera khác. Camera AI được lắp đặt tại các trục đường giao thông chính, khu trung tâm và khu dân cư đông người. Thông tin được ghi nhận từ camera AI bao gồm việc chụp hình, ghi nhận về người và đọc tất cả biển số phương tiện. Dữ liệu từ camera AI sẽ được chuyển về hệ thống lưu trữ và dễ dàng tìm kiếm, trích xuất khi có yêu cầu. Camera AI được người dân nơi đây gọi là mắt thần và đánh giá rất cao ứng dụng chuyển đổi số này. Sau khi có cái hệ thống camera an ninh này thì nó đã giúp lực lượng công an là phá án rất nhanh. Có những cái vụ án xảy ra chỉ trong vòng 24 tiếng là đã phá án xong. Cho nên là được nhân dân đồng tình rất là phấn khởi. Đã vì cái hệ thống camera này đã phát huy rất hiệu quả. Ngay khu phố chúng tôi trong cái đợt đầu ấy, chúng tôi đã ủng hộ được 30 triệu đồng. Thế mà trong cái này sau khi mà lắp đặt phường chúng tôi đã lắp đặt được 41 cái điểm mà lắp đặt để quản lý theo dõi những cái điểm nó rất là nhạy cảm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó đã được tăng lên. Cụ thể là chúng tôi được nghe những cái thông báo rất là đầy đủ về trong cái xử lý những cái vụ việc an toàn giao thông. Địa bàn phường Quang Trung là địa bàn trọng điểm về kinh tế với hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn. Thì khi mà mô hình camera AI này vào thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường rất là đảm bảo. Các doanh nghiệp thì yên tâm để sản xuất cũng như kinh doanh và nhân dân thì đảm bảo hơn về an ninh trật tự cũng như là cuộc sống thì thanh bình hơn. Nên là cũng là cái nơi mà thu hút rất nhiều các doanh nghiệp sắp tới sẽ về trên địa bàn phường chúng tôi để kinh doanh cũng như đầu tư. Giai đoạn 1, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã có 41 camera AI được đưa vào sử dụng với nguồn xã hội hóa hơn 700 triệu đồng. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ có 23 camera AI tiếp theo được lắp đặt với kinh phí xã hội hóa khoảng 400 triệu đồng. Mục tiêu hướng tới của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh. Vì vậy, hệ thống camera an ninh có tích hợp công nghệ AI là cơ sở để địa phương này đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số trong xây dựng, phát triển chính quyền số. Cùng với Quảng Ninh, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã triển khai sử dụng camera AI phục vụ giám sát an ninh, tuần tra kiểm soát giao thông, quản lý, xử lý vi phạm giao thông hay quản lý khai báo ra vào, đăng ký lưu trú. Đây là những giải pháp ứng dụng các thiết bị thông minh, hiện đại, quả đó góp phần phục vụ hiệu quả đề án 06 của Chính phủ và nhiệm vụ chuyển đổi số. Phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, tăng cường mở rộng giao lưu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với các nước có quan hệ ngoại giao truyền thống với Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thi đấu thể thao nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ,
Bộ Công an Việt Nam sẽ cử đoàn vận động viên tham gia cuộc thi Lính Cứu Hỏa Xuất Sắc và cuộc thi Thử thách Cứu nạn Cứu hộ Quốc tế. Thời điểm này, các cán bộ chiến sĩ được lựa chọn tham gia hai cuộc thi đang tích cực, nỗ lực luyện tập với quyết tâm cao nhất, giành thành tích cao vì màu cờ sắc áo. Đây là lần thứ hai Bộ Công an Việt Nam cử đội tuyển tham dự cuộc thi Lính Cứu Hỏa Xuất Sắc tổ chức tại Belarus. Nỗ lực từng ngày, chạy đua với thời gian, cường độ tập luyện đòi hỏi tinh thần và kỷ luật nghiêm ngặt. Nội dung thi năm nay được đánh giá là rất thử thách, khi vận động viên sẽ phải vác cuộn vòi gấp có trọng lượng 19 kg như thế này di chuyển lên tầng 4 của tháp tập. Kéo đều tay lên. Nâng kéo cuộn vòi 19 kg từ tầng 1 lên tầng 4. Liên hoàn sau đó là sử dụng búa tạ để dịch chuyển thanh xà nặng 72,5 kg. Chữa cháy, phun nước vào hộp tiêu điểm và di chuyển nạn nhân có khối lượng 80 kg về đích trên quãng đường 30 m. Các bài tập luyện của các đồng chí đây đưa ra là sử dụng sức mạnh của cơ tay rất là nhiều, cho nên trong quá trình tập luyện những ngày đầu tôi rất là khó khăn, kéo cuộn dòi hay là lôi người nộm 80 kg thì nó quá sức kéo cho tôi, trong khi tôi nhẹ hơn cũng như gần như phân nửa của cái người nộm đó, phải vượt qua giới hạn của bản thân mình rất nhiều luôn để mang đến cái vinh quang cho đất nước. Sau 4 nội dung trước là chúng tôi đã mất khá là nhiều thể lực, sau đó là kéo một con nộm trên cả cân nặng của chính bản thân mình, là trong quãng đường gần 30 m, đó là một cái thử thách rất là lớn đối với chúng tôi cũng như là anh em cán trong đội tuyển. Ngoài trách nhiệm đối với bản thân cũng có trách nhiệm với cả chính hình ảnh màu cờ sắc áo của lực lượng cũng như là của tổ quốc, cho nên anh em luôn cố gắng phấn đấu và vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Đều là những vận động viên trẻ, có người lần đầu tiên tham gia thi đấu thể thao nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên đấu trường quốc tế. Nhưng tất cả các cán bộ chiến sĩ đều rất nỗ lực luyện tập, vượt nắng thắng mưa, vượt qua những khó khăn, những giới hạn của bản thân với ý chí, quyết tâm cao nhất. Trong những lần tham dự các cuộc thi quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã giành được những kết quả rất đáng ghi nhận. Điều này khiến cho các vận động viên có thêm niềm tin sẽ đạt được thành tích cao ở cuộc thi năm nay. Năm 2019 thì đoàn chúng tôi tham gia theo cuộc thi là thử thách cứu hỏa quốc tế toàn cầu do Malaysia tổ chức. Thì lần đấy thì chúng tôi đã đạt được giải nhất toàn đoàn về cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu. Chúng tôi sẽ cố gắng trên tinh thần là cao nhất có thể và sự quyết tâm nỗ lực hết mình để đạt được kết quả thành tích tốt nhất giúp cho đội tuyển cũng như là cho lực lượng Công an Việt Nam nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng đạt được kết quả tốt nhất. Trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi thường xuyên động viên, khích lệ các vận động viên, mặc dù thể lực, thể hình của chúng ta không bằng các vận động viên châu Âu, nhưng chúng ta có một cái lòng quyết tâm rất cao, đấy, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập để làm sao chúng ta cố gắng là chúng ta phải vượt qua được chính mình. Đấy, rồi đem về thành tích cao nhất, vượt khi chúng ta thi là chúng ta thành tích là phải cao hơn trong quá trình tập luyện, như thế là chúng ta đã vượt qua chính mình rồi. Càng khó khăn thử thách càng giúp các cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh và kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tất cả đã sẵn sàng để chinh phục những thành tích mới, tiếp tục khẳng định vị thế của lực lượng công an Việt Nam trên trường quốc tế. 2, 3, quyết tâm.